Ok nhá, hello tất cả các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em hay tiếp tục setup vang số X5, X6 để em gửi đi cho các bác này. Đó, X5, X6 thì thời điểm hiện tại cũng đang còn không còn nhiều đâu các bác nhá. Đó, bác nào mà lấy thì cửa hàng bên em thì các bác biết rồi. Hàng hóa bên em thì lúc nào cũng thế cả các bác ạ. Đấy, chất lượng rất là ok và tuyệt vời luôn. Đó, với những con vang số, với những cục đẩy, với những cái đồ âm thanh thì các bác mua ở cửa hàng bên em Hai Audio thì nó bao xịn các bác nhá. Em bao xịn luôn. Và đây thì cửa hàng bên em sẽ có cho tất cả các bác, đây là vang số X5 các bác nhé. Cái dòng vang số này thì nó khá là đẹp và khá là chất lượng cao. Em Hai cũng set up cho tất cả các bác đầy đủ 4 cái chế độ nếu như anh em chơi trong gia đình. Còn nếu như tất cả các bác mà chơi đấy là đi làm kẹo kéo này, anh em đi làm sự kiện này, thì cửa hàng bên em sẽ set up bằng 6 chế độ nhé. Trong đấy nó sẽ có thêm một cái chế độ MC và một cái chế độ eco rời, effect rời, để các bác có thể là kết hợp chung với cái bàn mixer để các bác có thể là hoạt động nó sẽ được tốt hơn các bác nhé. Và đối với những cái dòng này thì cửa hàng bên em Hai Audio cũng nói thật với tất cả các bác là em Hai lấy toàn hàng chọn lọc thôi. Đó, các bác có thể thấy là ruột gan rất là đẹp, rất là chất đúng không? Thì cửa hàng bên em cũng nói thật là em cũng không bao giờ em nâng khống giá trị cái sản phẩm này lên để em bán đâu. Mà bác nào có, đây là em sẽ lắp ở loa 30 nhá. Anh em nào mà đang sử dụng cái dòng loa, nhất là loa full 30, thì tất cả các bác có thể là tham khảo qua cái dòng này để các bác chơi nhá. Đó, và bây giờ thì X5 thì đơn giản thôi các bác. Đó, chip analog device 21375 đây. Đó, ok cho anh em. Và ở đây thì tất cả hàng đẹp, ngon lành, cảnh đào hết cho tất cả mọi người nhá. Hôm nay em giảm giá cho tất cả các bác nhá. Đấy, hôm nay em giảm giá, em sẽ giảm giá 3 con vang. Ok cho anh em, 3 con. Em chỉ giảm giá 3 con thôi để em lấy tương tác. Và tối nay em cũng sẽ livestream giảm giá 3 con vang cho tất cả các bác, với mức giá là 2.500.000 đồng một con. Bao ship tặng dây, bảo hành 6 tháng, bảo hành sống trọn đời. Và em Hai sẽ là setup đầy đủ tất cả các chế độ của các bác yêu cầu các bác nhá. Đấy, và kèm theo có điều khiển cho tất cả mọi người luôn. Và bây giờ thì em Hai sẽ test thử cho tất cả các bác trên cái phần karaoke, để cho tất cả các bác và anh em cùng nhau là đánh giá chất lượng âm thanh nhé. Ok, mời tất cả các bác và anh em cùng nhau lắng nghe. Ok nhá, và xin mời các bác và anh em chúng ta sẽ lắng nghe thử con vang số X5 em setup cho các bác nhá. Rất là hay đấy các bác ạ. Ok, và xin mời tất cả các bác và anh em chúng ta cùng nhau lắng nghe thử chất lượng âm thanh của cái dòng vang số X5 nhé. Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh trao đời ngoài du bồi ngồi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi, bao nhiêu năm qua chẳng về làm xa. Tóc bạc da mồi ơi quên làm sao khi đêm đến đêm của tuổi thơ, anh mê từng mùa câu hát giật giờ dù anh giấc mộng thiếp thiếp vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Từ lâu em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó truyền cánh me xuống đầu sau hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không lưng ngoài đã cong vì thời gian, anh mê từng mùa câu hát dần giờ anh vui sống niềm mong vì đi. Ok nha, đấy thì các bạn đã nghe chuyện con vang số X5 các bác nhá, rất là hay.
đây là quê hương anh, một dòng sông sắc nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về ôn lại hàng cao tháng năm đây, sau ngoài sông dài lâu cho anh sống lại với thơ ban đầu đã mất từ lâu. Nó chuyện cánh me xuống đầu sau hè uống giọt nặng hờ. Em thương nhiều con lúc ngoài đã còng, vì thời gian quên hương đời đời, câu hát ngọt lời anh vui sống lại như mong vì thi. Lời anh vui sống lại như mau đi một năm. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Năm. Ok, rất là hay các bác nhé. Đấy, bác nào có cái nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em Hai, có số điện thoại Hai để trên đầu bài nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá. Bye bye.